Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phận cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ngấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người quá dặn tâm thương thôi. Giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Về những đất đai.